Nguồn tin tiếp theo đây cho hay, sửa chữa cầu Thăng Long phải chờ chuyên gia Trung Cộng vì các giáo sư, kỹ sư Việt Nam không có đủ khả năng. Theo như tờ báo Lao động ngày 1 tháng 9 năm 2020 loan tin, vừa qua thì Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam đã quyết định mời các chuyên gia của Trung Cộng và Nga sang để sửa lại bề mặt của cầu Thăng Long ở Hà Nội. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài cho nên các chuyên gia vẫn chưa thể nào sang được Việt Nam. Vì vậy, việc sửa chữa cầu đành phải chờ đợi, phụ thuộc vào các chuyên gia. Sự việc cho thấy là cầu Thăng Long được khởi công vào năm 1974 cho tới năm 1985 khánh thành. Và cho đến nay đã 35 năm qua, nhưng Việt Nam vẫn không đào tạo nổi một nhóm kỹ sư, chuyên gia để có thể sửa chữa được cái mặt cầu cũ. Theo như tờ báo Lao động đặt câu hỏi là không biết các sinh viên sang Liên Xô cũ du học, nghiên cứu sinh xây dựng ngành cầu đường được đào tạo ở Liên Xô đã đi đâu hết mà phải mời chuyên gia Nga sang cố vấn. Tờ báo này cũng đánh giá kỹ thuật xây dựng cầu Thăng Long quá đã lạc hậu. Vậy nhưng hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam vẫn không thể nào cải tiến và giải quyết được bề mặt của cây cầu này. Trong khi đó thì kỹ thuật ngày nay đã tiến rất xa so với 35 năm trước đây. Vậy mà các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư ở Việt Nam vẫn phải chịu thua. Tờ báo Lao động cũng kết luận các khẩu hiệu 4.0, cách mạng công nghiệp lần thứ tư tức là Made in Vietnam đều chỉ là hữu danh vô thực, mang tính khẩu hiệu mà thôi.